Với xuất phát điểm từ những kỹ sư điện tử đam mê các sản phẩm tự động hóa, ứng dụng trong đời sống hàng ngày và công nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thủy Linh Long cũng đã mang đến triển lãm những sản phẩm công nghệ mới đến từ nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới như Đức, Ý, Nhật Bản và Hàn Quốc. Các sản phẩm bao gồm cửa tự động và cổng tự động, cổng xếp, thanh chắn lối đi. Sau hơn 14 năm cống hiến không chỉ trong hoạt động sản xuất mà còn có các hoạt động vì cộng đồng, đội ngũ Thủy Linh Long đã đạt được những thành tựu nhất định và mở rộng quy mô trên khắp cả nước. Đơn vị cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người dùng và các đối tác, không chỉ về chất lượng sản phẩm mà còn đến từ đội ngũ kỹ thuật của mình. Với những thế mạnh sẵn có, đơn vị kỳ vọng trong tương lai có thể trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tự động hóa, giúp người dùng tiếp cận các sản phẩm công nghệ với giá thành hợp lý. Hiện đơn vị đã có nhiều sản phẩm cửa tự động được nhập khẩu và phân phối độc quyền trên cả ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia.